Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Nguyễn Chính Đại. Hôm nay tôi sẽ cập nhật về tình hình dịch và số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp cũng như là đánh giá một số cái tình hình về thị trường sắp tới. Thì theo thống kê của Bộ Nông nghiệp thì Việt Nam của mình hiện tại là đâu đó tính đến thời điểm hiện nay là tháng 11 2021 thì Việt Nam của mình là 28 triệu đầu heo. Số lượng mà heo thịt tiêu hủy do dịch tả châu Phi á, tăng gấp 3 lần so với 2020, khoảng 0,8%, thì nó nằm ở đâu đó khoảng tầm 250.000 đầu heo. Qua những cái mà diễn biến rất là phức tạp của ASF dịch tả châu Phi thì chúng ta thấy rằng hiện nay người nào á, đầu tư thì tiếp tục thấy cơ hội thì tiếp tục đầu tư. Bởi vì dịch vẫn đang còn thì chắc chắn giá heo vẫn nằm ở mức cao. Và cụ thể á, thì giá heo hiện nay đầu tháng cuối tháng 11 hiện nay á, thì cũng đang bắt đầu tăng trở lại và người ta dự kiến là tiếp tục sẽ tăng cho đến Tết. Và dự báo là Tết âm lịch năm nay á, thì giá heo đâu đó khoảng xấp xỉ 60. Đại cũng xin nhắc lại ở đây là tất cả đều là dự báo và theo quan điểm cá nhân cũng như là một số thông tin mà Đại cập nhật được, không mang tính là áp đặt. Và cái người chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả kinh doanh á thì là của quý vị. Ở đây chỉ có một góc nhìn nó khác để cho bà con đánh giá về cơ hội cũng như mức đầu tư có nên đầu tư hay không về mảng chăn nuôi heo. Và chính những người chăn nuôi mà Đại trong thời gian Đại đi làm để thấy số lượng trại từ 1 đến 10 nái họ gặp vấn đề rất là nhiều về dịch bệnh. Và những cái trại quy mô lớn thì hầu như họ xảy ra dịch rất rất là ít và họ tiếp tục mở rộng và đầu tư. Vẫn biết rằng 2020 á, những trại quy mô lớn như vậy họ có nguồn thu cái mức thu nhập là kinh khủng. Và Đại cũng có rất là nhiều khách hàng họ rất là thành công và giàu lên từ năm 2020. Tuy trước đó thị trường rất là khó khăn và họ lợi nhuận thì không đều đều. Nhưng mà 2020 họ thực sự đã bứt phá và một con heo nái mang về cho họ hơn 80 triệu tiền lợi nhuận, một con số không hề nhỏ. Thì theo quan điểm của Đại, để đảm bảo mà chăn nuôi á thành công thì đầu tiên á, thì toàn thể quý bà con cũng như các trang trại phải thứ nhất là phải đảm bảo an toàn. Bởi vì trong đầu tư á, thì trước khi nghĩ đến lợi nhuận thì chúng ta nghĩ đến vấn đề làm sao bảo vệ được cái đồng vốn. Và trang chăn nuôi cũng vậy, hiện nay chăn nuôi heo người ta gọi là đầu tư heo. Không chỉ riêng gì á những trại những hộ gia đình họ chăn nuôi heo sử dụng được cái nguồn cơm thừa canh cạn thì hiện nay các công ty ngoài ngành họ cũng bắt đầu vào nhảy vào nuôi heo, bởi vì thực sự ra nuôi heo hiện nay á, cũng là một mảng chăn nuôi vô cùng tiềm năng. Thì theo quan điểm của Đài, để đảm bảo được bảo vệ được cái đàn heo á, thì thứ nhất là vẫn là an toàn sinh học. Hiện nay Cargill có 7 bước để đảm bảo an toàn sinh học và sau đây Đại sẽ giới thiệu cho toàn thể quý bà con một số cái sản phẩm thuốc, ví dụ như thuốc sát trùng này, Septica, một cái sản phẩm rất là mới về thuốc sát trùng. Khi Đại sử dụng ấy, thì Đại thấy là nó rất là dịu. Cái thứ hai nữa nó không kích ứng da. Cái thứ ba nữa là với cái công nghệ mà công ty nhập khẩu họ chia sẻ, cái sản phẩm này á, có tác dụng rất là nhanh và hiện nay đây là công nghệ nano và sản phẩm mới nhất hiện nay. Ngoài ra nếu mà quý trang trại mà thấy chi phí vẫn đang cao thì hiện nay vẫn là cái sản phẩm nó giá phù hợp nhất, ví dụ như một số sản phẩm ví dụ như là Povit đúng không, cũng thành phần iodine, có rất rất nhiều là thuốc sát trùng hay là bencoxit rất là nhiều ạ. Nhưng mà Đại thấy là hiện nay tốt nhất là bà con cũng nên đổi, ví dụ như khoảng tầm là 4 đến 5 tháng là nên đổi một loại thuốc sát trùng, ví dụ như Vi Công S, Omicide hay là Septica, những sản phẩm rất là cao cấp. Đó là vòng ngoài. Đúng không ạ? Vòng ngoài là ở đây là gì? Là các mối nguy ở ngoài trại và công nhân ra vào trại. Thì còn một cái nữa là chúng ta thì nâng cao sức đề kháng. Hiện nay Provimi của Hà Lan tung ra cái sản phẩm là Immunet nâng cao sức đề kháng vượt trội. Đây là cái sản phẩm mà rất là nhiều trang trại tin dùng và khi người ta tái đàn hoặc là xử lý chuồng trại họ nhập heo á, họ sử dụng cái sản phẩm này họ đánh giá cực kỳ cao. Có những khách hàng họ đánh giá là gì ạ? Ở đây là cái sản phẩm mà khi nào cũng có ở trong trại. Cái sản phẩm này cũng là thành phần
các cái chất vitamin C rồi là các chất chống oxy hóa giúp gì? Vật nuôi nâng cao sức đề kháng. Bởi vì rõ ràng á, trong cái quá trình dịch tễ á, thì đặc biệt là ví dụ như ở Covid của chúng ta cũng vậy. Tại sao cộng đồng của chúng ta, ví dụ như một cái F0 họ tiếp xúc rất nhiều người, nhưng mà trong đó có những người gặp thì trở thành F1 và trở thành F0 đúng không ạ? Nhưng bên cạnh đó cũng khoảng cách như vậy, nhưng có người lại không bị. Họ lại vẫn âm tính. Đó là nguyên nhân là cái gì ạ? Sức đề kháng họ tốt, họ kháng được bệnh. Và mật độ mầm bệnh và độc lực của con virus nó không quá cao. Chính vì vậy mà trên nguyên tắc của dịch tễ thì bà con đảm bảo là an toàn sinh học phòng ngoài. Cái thứ hai là nâng cao sức đề kháng. Cái thứ ba là đảm bảo cái mật độ chăn nuôi heo. Thì đại nghĩ đó là những yếu tố giúp bà con giữ được đàn heo và tiếp tục thành công ở thị trường sắp tới nó cạnh tranh như hiện nay là các ông lớn nó nhảy vào. Và hiện nay cái trại nào có chi phí rẻ nhất, hiệu quả cao nhất và đảm bảo an toàn thì chúng ta sẽ rất là thắng lợi. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng. Và quý khách hàng có nhu cầu sử dụng được tư vấn hoặc như sử dụng cái sản phẩm Imonet hoặc là thuốc sát trùng, tư vấn thuốc sát trùng thì liên hệ với Đại thông qua số điện thoại 0917781287. Rất hân hạnh được tư vấn. Xin trân trọng cảm ơn.